chào các con. Chào mừng các con đến với buổi đọc thơ ngày hôm nay. Cô có một bài thơ nói lên tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Đó là bài thơ Ảnh Bác của chú Trần Đăng Khoa. Bây giờ các con lắng nghe cô đọc bài thơ này nha. Bài thơ Ảnh Bác. Nhà em treo ảnh Bác Hồ. Bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày Bác mỉm miệng cười. Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Ngoài sân có mấy con gà. Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi. Em nghe như Bác dạy lời. Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa. Trồng rau quét bếp đuổi gà. Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời. Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em. Nội dung của bài thơ này nói về nhà của một bạn nhỏ có treo ảnh Bác Hồ. Bên trên ảnh Bác thì có lá cờ đỏ tươi của Tổ quốc. Hình ảnh của Bác luôn mỉm miệng cười với các cháu thiếu niên nhi đồng. Và trong nội dung bài thơ, Bác Hồ còn dặn các bạn nhỏ rất là nhiều điều. Đó là nếu ở nhà thì không được đi chơi xa, mà phải biết giúp đỡ bố mẹ làm những công việc nhỏ phù hợp với sức của mình, như giúp mẹ trồng rau, quét bếp, đuổi gà. Các con thấy đấy, Bác Hồ dù bận rộn với trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt cho các cháu thiếu nhi. Bây giờ các con cùng đọc với cô bài thơ này nha. Bài thơ Ảnh Bác. Nhà em treo ảnh Bác Hồ. Bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày Bác mỉm miệng cười. Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Ngoài sân có mấy con gà. Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi. Em nghe như Bác dạy lời. Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa. Trồng rau quét bếp đuổi gà. Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời. Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em. Để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, các con phải chăm ngoan. Đến lớp phải học giỏi, nghe lời cô, chăm học hành, đoàn kết và biết giúp đỡ bạn bè. Khi về nhà thì phải nghe lời ông bà, cha mẹ và làm những công việc nhỏ phù hợp với sức của mình. Các con có đồng ý không? Nào, bây giờ chúng mình cùng đọc lại bài thơ một lần nữa nha. Bài thơ Ảnh Bác, tác giả Trần Đăng Khoa. Nhà em treo ảnh Bác Hồ. Bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày Bác mỉm miệng cười. Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Ngoài sân có mấy con gà. Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi. Em nghe như Bác dạy lời. Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa. Trồng rau quét bếp đuổi gà. Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời.
ngày ngày bác vẫn mỉm cười với em. Buổi đọc thơ của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các con lúc nào cũng chăm ngoan học giỏi, biết vâng lời ba mẹ thầy cô. Cô chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con ở những buổi đọc thơ tiếp theo nha. Rồi nhưng vẫn vui tươi, ngày ngày chúng cháu ước mơ, mong sao bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người và kiên thiết nước nhà bằng người. Hồ Chí Minh kính yêu chúng em, kính yêu bác Hồ Chí Minh trọn một đời.